Ừ, nghe rõ chưa? Alo, xong hai anh xong chưa? Xong anh xong rồi. Thế để em cho lên luôn nhé. Ấn bắt đầu nhé, 10 giây sau thì bình luận nhé. Quân chào đi nhé. Quân chào anh em khán giả đi nhé. Alo, em không nghe anh Kiên nói gì. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với trận chung kết của vòng 1 giải vô địch quốc gia đang được diễn ra tại Nha Trang. Đây là cuộc đối đầu giữa Trường An và Tuấn Anh, hai cầu thủ xuất sắc nhất để góp mặt trong trận chiến cuối cùng này. Và lúc này thì buổi livestream ở trên Magic Shop đang bắt đầu diễn ra. Và chúng ta sẽ cùng giao lưu với nhau một chút xíu trước khi đến với những diễn biến đầu tiên trong cuộc đối đầu ngày hôm nay. Và buổi chiều ngày hôm nay thì mình cùng với anh Kiên sẽ bình luận và giao lưu với tất cả mọi người. Ok, chào Văn Minh, chào Hưng Quang, chào Nguyễn Quang Huy. Chào tất cả anh em đang theo dõi buổi livestream này nhé. Không biết là bây giờ mình đã bắt được tín hiệu từ anh Kiên hay chưa? Nếu như anh Kiên nghe em nói thì hãy nói một điều gì đó được không ạ? Bởi vì lúc này em không nhận được tín hiệu từ anh. Ok, chào Đức Huy, trai đất cảng huân cơ khí, và chào tất cả mọi người nhé. Chào bạn Truy Lùng, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và lúc này thì mình không biết là tại sao mình vẫn chưa nhận được tín hiệu từ anh Kiên nữa. Ở trên màn hình của chúng ta có lẽ là đây là thời điểm mà hai cầu thủ đang khởi động thì phải. Với kiểu đánh như thế này mình nghĩ đang khởi động thôi. Chưa bước vào trận đấu chung kết chính thức. Đúng rồi, kiểu đánh như thế này thì chỉ đang khởi động thôi.
Anh Kiên đang đắp chăn ngủ với vợ con rồi. Ok, tất nhiên là tí nữa thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với mình và cả anh Kiên nữa. Thank you Vương Hùng Phương, thank you Tú Lê nhá. Chào tất cả anh em nhá. À, đang có thông tin của anh Thành Kiên. Đó là đang lỗi mic. Đang lỗi mic và một chút nữa thì mới sửa thành công. Đây là thời gian khởi động thôi, hai cơ thủ đang khởi động thôi, cho nên là anh em có thể vào đây giao lưu trước khi trận đấu này diễn ra nhé. Các bạn có thể gửi lời chào tới mình hoặc là đặt ra những câu hỏi bên dưới, mình sẽ trả lời được thì trả lời, mà không trả lời được thì không trả lời. Anh không đọc được bình luận của em à. Chào Thiết Phạm, chào Văn Tạo, hello Đắc Duy. Alo, ừ, nghe giọng anh chưa? Alo. Alo. Ừ, à, nghe thấy gì không nhỉ? À. Alo. Vâng, mọi người đã nghe rõ chưa nhỉ? Vâng ạ, trong cái thời gian mà đang chuẩn bị trận đấu thì các bạn chờ chúng tôi sẽ chỉnh mic một tí các bạn nhé. Vâng, chắc chắn là sẽ không mất đâu. Vâng, xin chào tất cả các anh em. Vâng, alo hơi nhiều. Chưa thấy Hoàng Quân vào kìa. Alo, vâng, Hoàng Quân đã nghe anh nói chưa nhỉ? Vâng, em đã nghe anh Kiên nói rồi và không biết là các bạn cũng đã nghe mình nói chưa. Vừa rồi thì có một chút mất tín hiệu về cái đường truyền.
mic và lúc này có lẽ là nghe hết rồi thì phải đúng không ạ? Ố, anh kia lại thoát ra rồi kìa. Alo. Vâng, Quân lại nghe lại anh giọng anh chưa? Rồi, em nghe rồi. Em nghe em nghe anh nói rồi. Ok. Bắt đầu đi nhỉ, chúng ta sẽ bắt đầu với trận đấu của trận chung kết giải vô địch quốc gia 2022 vòng loại. Và An Nhiệt đang đứng trước một cơ hội rất là lớn để dẫn 1-0. Vâng, xin chào và bây giờ hôm nay cái trận đấu này sẽ được góp mặt của cả bình luận viên rất là nổi tiếng Hoàng Quân. Vâng, xin chào Hoàng Quân. Vâng, chào anh Kiên ạ. Em biết là anh đã bình luận gần như là hết giải của trận đấu này. Thì cho em hỏi một chút, đó là việc hai cơ thủ Trường An và Tuấn Anh góp mặt trong trận đấu cuối cùng này là một điều xứng đáng hay là có một điều gì đó bất ngờ ở cái giải đấu vòng 1 này hay không ạ? Thực sự là một trong những cái cơ thủ rất là hay, đó là Hoàng Quân cũng như là Lương Chí Dũng, là những cái cơ thủ mà tôi cũng nghĩ là sẽ có mặt trong trận chung kết này. Tuy nhiên thì Trường An thì cũng là một trong những cái ứng cử viên của chức vô địch. Thế nên là cũng hoàn toàn xứng đáng và không có cái gì là bất ngờ cả các bạn ạ. Vâng, hai cơ thủ xuất sắc nhất ở vòng thi đấu thứ nhất này. Và anh Kiên có thể chia sẻ thêm một chút nữa, đó là ở vòng thi đấu thứ nhất này thì sẽ được lấy bao nhiêu suất để tham dự vòng thi đấu thứ hai, cũng như là thể thức nó sẽ như thế nào để cho một số bạn không biết ở đây có thể giải đáp thắc mắc này được không ạ? Cái này thì đơn giản thôi. Thông thường thì giải vô địch quốc gia sẽ diễn ra hai vòng. Vâng, vòng đầu tiên là vòng đấu loại. Vòng đấu loại thì chúng ta có thể đăng ký rất là tự do và thoải mái được, miễn là chúng ta phải tự túc về đi lại, và hoặc là nếu như chúng ta nằm trong thành phần đội tuyển nào đấy thì chúng ta sẽ đăng ký với đoàn đó. Và vòng đấu loại này thông thường hàng năm thì sẽ có khoảng hơn 100 cơ thủ, nhưng mà năm nay thì đặc biệt là nó sẽ có một sự đột biến về số lượng. Năm nay thì có gần 300 cơ thủ đăng ký cơ. Tuy nhiên thì để vòng đấu loại này thì chỉ chọn có 16 cơ thủ thôi thì mới được là tham gia vòng chung kết vào khoảng tầm tháng 7 các bạn ạ. Vâng, vòng loại thì chọn 16 cơ thủ. 16 cơ thủ ở vòng thi đấu thứ nhất này sẽ được chơi ở vòng 2, tức là vòng chung kết đúng không ạ? Đúng rồi. Và những vòng cơ chung thủ kết như là anh Kiên, Hoàng Sao hay là các cơ thủ khác thì sẽ được miễn vòng thi đấu đầu tiên này đúng không anh Kiên? Chính xác. Thứ nhất là quan hệ tốt, hoặc thứ hai là có sổ hộ nghèo. Quan hệ tốt và sổ hộ nghèo. Và thành tích chỉ là một điều chính thôi đúng không? Còn điều chính kia xác là điều 10 đúng không ạ? Vâng. Ok, chào Quốc Huy, chào Lê Phú Quang và chào tất cả anh em đang theo dõi trận đấu này nhé. Như vậy là mải giao lưu với tất cả anh em cũng như là nói chuyện với anh Kiên thì lúc này Trường An đã vươn lên dẫn trước với tỷ số là 1-0 rồi. Và đây một là chấm đầu tiên. Đúng rồi, đi một cơ dọn bàn luôn. Đây là giải đấu sẽ được thi đấu theo thể thức là phá luân phiên. Và lúc này thì Tuấn Anh sẽ là cơ thủ được quyền phá ở trong bán đấu thứ hai này. Vâng, Tuấn Anh là cơ thủ tương đối lạ, có thể là đeo khẩu trang cho nên tôi không nhận ra mặt các bạn ạ. Nhưng mà Tuấn Anh đã vào được đến đây rồi thì khẳng định Tuấn Anh là một cơ thủ không hề đơn giản một tí nào các bạn. Vâng, Tuấn Anh là cơ thủ đến từ Bà Rịa Vũng Tàu và khoảng cách để di chuyển tới Nha Trang thì nó cũng rất là gần thôi. Đây được xem là cơ thủ chủ nhà, gần như là chủ nhà ở trong đoạn trận đấu chung kết này. Trong khi đó thì với Trường An thì anh đến từ đoàn Hà Nội. Và Trường An là cơ thủ gốc Hòa Bình các bạn ạ. Gốc Hòa Bình và bây giờ đang thi đấu cho đoàn Hà Nội đúng không ạ? Chính xác. Và Trường An là một đại diện của Hà Nội và cũng như là đại diện cho Hồng Yên Thủy Hòa Bình. Trên thực tế thì mục tiêu của những vận động viên góp mặt ở vòng thi đấu đầu tiên này sẽ là lọt vào 16 tay cơ mạnh nhất. Và anh Kiên có thể chia sẻ khoảng 16 tay cơ đó có những cái tên nào nổi bật hay không ạ? Những tay cơ nổi bật ví dụ như là Lương Chí Dũng và như Mạnh Tùng. Vâng, và có rất là nhiều những cái tay cơ đã bị loại rất là đáng tiếc, ví dụ như là ứng cử viên vô địch Đỗ Hoàng Quân
rất đáng tiếc là đã bị thua cơ thủ Duy Tùng. Vâng, một bất ngờ đấy ạ. Và không thể tham dự vòng chung kết luôn. Chính xác, cơ thủ Hoàng Quân thì đúng ra là Hoàng Quân bình luận viên sẽ có mặt, nhưng mà Hoàng Quân bình luận viên năm nay hẹn nhưng mà không đi. Thực ra thì anh không nói với em bởi vì là em không biết được thông tin này, bởi vì có quan hệ thì bây giờ em cũng chưa có quan hệ lắm, còn thông tin thì anh cũng chả bảo em, cho nên là thôi để năm sau vậy, để năm sau em sẽ tham gia cái giải đấu này. Vâng, hẹn các bạn năm sau sẽ có sự thi đấu của bình luận viên Hoàng Quân các bạn nhé. Vâng, và các bạn có thể hoàn toàn dự đoán rằng là trong cả giải thì Hoàng Quân thắng được bao nhiêu ván. Vâng, chúng ta sẽ cùng trở lại với trận chung kết ngày hôm nay. Đây là ván đấu thứ hai. Và lúc này Tuấn Anh đang có cơ hội để đi một cơ dọn bàn với một hình bi như thế. Hình bi gần như là không có một sự khó khăn nào nếu như Tuấn Anh có thể thực hiện những pha điều cơ tốt. Bi số 4 vâng. Đang ở cửa lỗ rồi. Và toàn cửa trì thưa các bạn. Vâng, Tuấn Anh lựa chọn những cái đường điều rất là thoát tay. Vâng, bài toán bây giờ Tuấn Anh chỉ cần cắm đứng im con 3, con 5. Lấy hơi má con bi 6 một chút là có thể kéo con bi 6 để điều con bi 7 lỗ tít bên tay trái. 8 thì cũng ở cửa lỗ 10 rồi. Tất cả đều rất thuận lợi dành đến cho Tuấn Anh. Vâng, hơi tất cả mạnh đều... lực rồi. Đúng không, không anh Kiên? Hơi mạnh lực không rồi. Sao, không sao. Cái này thì nằm trong chủ đích của Tuấn Anh đấy. Con bi này không có gì. Tuấn Anh đã chủ đích để kéo một băng về băng dài qua mặt con bi 8 là đẹp nhất rồi. Nhưng với thế bi này thì cũng là một thử thách dành đến cho Tuấn Anh. Có thể áp lực của trận đấu khiến cho các cơ thủ cũng sẽ hơi loay hoay một chút. Và đó là một cú cắt rất ngọt, điều bị cũng rất tuyệt vời đến từ vị trí của Tuấn Anh. Lúc này thì gần như là không có việc gì khó ở trong ván đấu thứ hai dành cho tay cờ đến từ Bà Rịa Vũng Tàu nữa. Vâng, rất khó đấy Hoàng Quân ạ. Cái cơ này thì rất là khó trượt. Đúng, rất khó nhưng là khó trượt đúng không ạ? Bi mục tiêu tiếp theo sẽ là bi số 8 thì em cũng sẽ đánh được viên bi này. Và rất thẳng với viên bi mục tiêu cuối cùng, bi số 9. Thì số sẽ là một đều, hai cơ và cả hai cơ thủ của chúng ta đều thực hiện một cơ dọn bàn. Một đều dành cho Tuấn Anh. Vâng, trận đấu này hứa hẹn sẽ là một trận đấu cực kỳ hay. Bởi vì hai cơ thủ của chúng ta đã vào đến đây rồi thì nói về trình độ dọn bàn thì chắc chắn là không phải nói nữa. Vâng, có một thông tin cho của bạn là Lê Hồng Hiệp bổ sung cho anh em ở đây. Đó là cơ thủ Tuấn Anh thì sinh ra ở Cần Thơ và đang chơi cho tuyển, đang chơi cho đội Bà Rịa Vũng Tàu. Và nếu như các bạn nào có những thông tin gì về hai cơ thủ, có thể là bạn thân hoặc là như thế nào, ngày xưa ông nào thì tính như thế này, hay là người yêu ai thì có thể chia sẻ bên dưới thì chúng mình cũng sẽ đọc những thông tin đó lên trên đây. Tất nhiên là nó sẽ mang tính chất là giải trí thôi. Vâng, An Nhiệt thì quá rõ rồi. An Nhiệt đang đại diện cho Hồng Yên Thủy và An Nhiệt đang cố giành cái chức vô địch này để đẩy cái giá của Hồng Yên Thủy nhảy vọt. Vâng ạ, một trong những cái thông tin tôi cung cấp cho các bạn đấy ạ, cực kỳ quan trọng. Hòa Bình và Cần Thơ đó là hai quê hương của hai cơ thủ, và không biết là trong số những người đang theo dõi ở đây có ai quê Hòa Bình và quê ở Cần Thơ hay không. Kiên Xếu thì bị loại mất rồi các bạn ạ, nhưng Kiên Xếu đã vào được đến 16, cho nên là Kiên Xếu chắc chắn là sẽ có mặt trong trận chung kết, vòng chung kết, quên mất ạ, vòng chung kết thôi, chứ còn trận chung kết thì của tôi rồi. Vâng, cú phá bi vừa rồi của Trường An là một cú đề pa tốt. Thì anh đã đưa được viên bi mục tiêu số 1 rơi xuống lỗ, và hình như là cả viên bi mục tiêu số 7 cũng đã được đưa rơi xuống lỗ rồi. Bây giờ thì bi mục tiêu tiếp theo mà Trường An sẽ phải thực hiện đó là bi số 2. Vâng, Trường An có hai lựa chọn để điều trong tình huống này. Một là ép con bi 2 một băng qua khe 96. Và phương án hay hơn nữa đó là phương án Trường An có thể kéo con bi 2 lòn qua con bi 6 và chạy 3 băng là đít con bi 3. Đây là một tình huống điều cơ
mà viên bi cái đã chạm vào viên bi số 6, có lẽ nó không nằm trong chủ đích của Trường An. Nhưng vẫn đẹp em ạ. Trong tình huống này vẫn rất là đẹp. Vẫn có má để lấy cái xuống ăn viên bi mục tiêu số 4. Vâng, cái kỹ thuật để sử dụng trong cái tình huống này đó là mũi gậy đặt vào 4 giờ để đánh áp phê bên phải. Và hơi lắc lỗ một chút xíu nhưng vẫn thành công. Vâng, trong tình huống này Trường An buộc phải sử dụng lết. Chắc chắn là Trường An đã không đủ tiền để mua nối các bạn ạ. Anh cần thêm một cái lết hỗ trợ trong pha cắt viên bi số 4 này. Vâng, vừa nhận thêm một thông tin của đồng hương của An Nhiệt, đó là cơ thủ Hoàng Tuấn Trình. An Nhiệt có một vườn lan 300m Hồng Yên Thủy. Vâng, thuận nào tôi thấy An Nhiệt quyết tâm trong giải này thế các bạn ơi. Vừa rồi thì VB số 4 cũng lắc lỗ, nhưng lúc này mọi thứ đều rất đẹp dành đến cho Trường An rồi. Ba cơ đầu tiên và nhiều khả năng đó đều là ba cơ dọn bàn dành cho hai cơ thủ. Vâng, xứng đáng là một trận chung kết. Vâng ạ, những người vào đến chung kết thì ít sót. Trong 16 cơ thủ mạnh nhất ở vòng thi đấu này và góp mặt ở trong vòng thi đấu sau thì không biết là có những cái tên mà em cũng đã từng nghe qua và rất nhiều các bạn yêu thích ở đây có góp mặt hay không, như là Lương Chí Dũng, một cái tên rất là kỳ cựu rồi, hay là Hoàng Phú Thọ. Thì sao anh có thể cung cấp một số thông tin 16 cơ thủ góp mặt ở vòng chung kết diễn ra vào tháng 7 hay không ạ? Hoàng Phú Thọ thì thực sự là rất là đáng tiếc. Hoàng Phú Thọ thì đã có một cái cơ hội để tranh vào 16, tuy nhiên Hoàng Phú Thọ để thua. Và thực sự Hoàng Phú Thọ là một trong những cái tên tuổi ứng cử viên nhất, nhiều người đã đặt cái cược vào cho cửa Hoàng Phú Thọ vô địch đấy ạ. Nhưng mà một năm thi đấu phải nói là không thành công của Hoàng Phú Thọ, và Hoàng Phú Thọ đã không có mặt trong 16. Và rất là đáng tiếc. Trong khi đó thì Lương Chí Dũng vẫn sẽ góp mặt ở vòng thi đấu, vòng chung kết chứ ạ? Chính xác. Vâng ạ, Lương Chí Dũng thì đặc trưng rằng là bây giờ không có nhiều thời gian để mà tập luyện, bởi vì Lương Chí Dũng bây giờ việc công việc rất là nhiều. Nhưng mà các bạn có thể thấy rằng là không có năm nào thiếu mặt của Lương Chí Dũng ở trong vòng chung kết. Vâng, thế cho nên là các bạn có thể hiểu được rằng là bia là một môn rất là dễ. Hai nữa là Lương Chí Dũng là một môn tố chất, vâng ạ, tố chất thể hiện được cái tư duy của Lương Chí Dũng rất là tốt. Vâng, thế nên cho dù các bạn có kỹ năng rất là tốt nhưng mà các bạn cũng không loại được Lương Chí Dũng. Vâng, ngoài những cơ thủ kỳ cựu quen mặt ra với trong giới bia ra thì 16 cái tên góp mặt ở vòng chung kết vẫn sẽ có những cái tên rất lạ lẫm và hoàn toàn mới. Cho nên là việc các bạn có thể đăng ký thi đấu ở năm sau hay là các bạn muốn thử sức thì hoàn toàn có thể, và anh Kiên có thể cung cấp cái thông tin ở giải năm sau trước khi giải đấu này bắt đầu. Như vậy là ở trong bán đấu thứ 3 thì Trường An đã tiếp tục đi một chấm và một cơ dọn bàn dành đến cho tay cơ này, và tỷ số lúc này đang là 2-1. Quyền đề pa tiếp theo ở trong bán đấu thứ 4 sẽ quay trở lại với Tuấn Anh, và đó là một cú đề pa có vẻ như là có viên bi số 3 rơi xuống lỗ rồi. Vâng, chắc chắn sẽ là một pha chạy đạn của Tuấn Anh rồi các bạn ạ. Vâng, con 1 thì không nhìn thấy lỗ. Và tất nhiên rằng là Tuấn Anh có thể sử dụng một kỹ thuật đó là cân con 1 lỗ 10 và điều con bi 2 lỗ góc bên tay trái. Nhưng mà tôi tin là trong tình huống này Tuấn Anh lựa chọn là chạy đạn là nhiều hơn. Không biết viên bi số 1 còn cửa riêng để cắt vào lỗ 10 bên phía tay trái không ạ? Theo góc bị 7 che mất rồi. Bị 7 che mất rồi em ạ. Như vậy là theo góc quan sát của anh Kiên thì sẽ không còn cửa để cắt vào lỗ 10 bên phía tay trái nữa. Và nếu có cắt được thì cũng khó để có thể lấy cái ăn hai và lựa chọn có thể nói là hợp lý nhất lúc này dành đến cho Tuấn Anh, đó là thực hiện một pha chạy đạn. Vâng, trong tình huống chạy đạn này thì các bạn có thể quan sát thấy 7, 8, 9 ở giữa bàn.
Và cái phương án chạy đạn Tuấn Anh có thể lựa chọn là cân con 1 qua khe 7-8. Và sau đó thì con cái ở giữa bàn và con 1 cũng giữa bàn. Và đây dạ, sẽ vâng. là một tình huống chạy đạn hơi không vâng. không hoàn đẹp, hảo. Quá đẹp, hoàn hảo. 9 điểm. Vâng ạ, nếu như 10 điểm là khi con bi cái vào dính tịt vào đích con bi 9 cơ ạ, mới là 10 điểm. Nhưng lúc này cũng là một lựa chọn quá hay rồi của Tuấn Anh. Và bây giờ thì Trường An buộc phải thực hiện một tình huống A băng. Đang tính A1 băng anh Kiên ạ. À, đúng rồi, bởi vì góc A2 băng thì có góc A duy nhất đó là qua khe 6-4 thôi. Và buộc Trường An sẽ chọn lựa A bằng 1 băng, hơi mát xê nhẹ một tí. Để ăn con bi 1 lỗ 10, hoàn hảo sẽ là ăn con bi 1 lỗ 10. Thử thách này gọi là thử thách cực đại luôn dành đến cho Trường An. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi cú A băng này chết cái hay không? Không, cái nằm đấy và không có một sự may mắn dành đến cho Tuấn Anh. Khi mà cửa 1 đang rất thoáng rồi, nhưng điều cái như thế nào để có được một vị trí tốt ăn viên bi số 2 cũng là một điều không hề dễ dàng dành đến cho Tuấn Anh. Vâng, vị trí đẹp duy nhất trong tình huống này để điều ra con bi số 2 đó là phía bên trong con 1 tí. Trong con 1 đấy ạ, có thể nhìn thấy con bi 2. Vâng, nó nằm ở chỗ chấm 2 và cách con bi 1 khoảng tầm 30 phân lên phía lỗ 10 bên này. Như vậy là phải cần có một tình huống 2 băng. Chính xác. Đánh 2 con băng con bi cái sẽ sang C về và sau đó thì nằm ở vị trí chấm 2 kia sẽ là vị trí điều được cho con bi 2. Nhưng đó là một tình huống không biết là Tuấn Anh vừa làm điều gì. Vâng, Tuấn Anh định bóc mặt để cân con bi 1 lỗ góc và sau đó thì dùng con cái để gãi con bi 2. Vâng, tuy nhiên thì cú cân không thành công các bạn ạ. Chỉ có một mục tiêu được thực hiện trong tình huống vừa rồi, đó là gãi 2. Nhưng 1 thì không thể thành công dành đến cho Tuấn Anh. Và cơ hội đã mở ra dành cho Trường An. Vâng, Trường An bên... Một số bạn đang hỏi đó là hai cơ thủ này đều thuộc hạng chuyên nghiệp đúng không anh Kiên? À, cơ thủ An Nhiệt thì hạng chuyên nghiệp, còn cơ thủ Tuấn Anh thì thực sự là phải nói thật, lần đầu tiên tôi mới nghe tên. Vâng, như vậy là Tuấn Anh là một cơ thủ với nhiều người thì có thể chưa biết nhiều đến cơ thủ này. Tuy nhiên thì những gì mà anh đã trình diễn ở giải đấu năm nay thì hoàn toàn xứng đáng trong trận đấu chung kết này. Những người mà cũng đã comment là có những người ở tận Vũng Tàu, vâng ạ, nhưng mà cũng không biết, chưa gặp cơ thủ Tuấn Anh bao giờ. Vâng, vậy chúng ta có thể nói Tuấn Anh là một trong những cái bất ngờ của giải đấu năm nay thưa các bạn. Một bất ngờ, và đây cũng sẽ là một điều để giúp cho các bạn nào muốn tham gia giải đấu vô địch quốc gia hoàn toàn có thể đăng ký. Nếu như trình của các bạn, bạn có thể tự tin vào trình độ của các bạn hoàn toàn có thể đăng ký. Tuấn Anh đã vượt qua rất nhiều những cái tên chuyên nghiệp, vượt qua rất nhiều những cơ thủ có thể nói là có tên tuổi trong giới bia để đến với trận chung kết ngày hôm nay và thậm chí có cơ hội lớn để giành chức vô địch. Vâng, các bạn như Hoàng Quân vừa nói, nếu như các bạn chỉ cần có quyết tâm và có tự tin là các bạn hoàn toàn có thể đăng ký cái giải vô địch quốc gia này cả. Vâng, trong khi các bạn nếu như không dám thử thách thì khẳng định các bạn không bao giờ có cơ hội để thử thách và nâng cao cái trình độ của mình lên. Vâng, như vậy là ở cái phần bình luận ghim của Lê Bá Long thì chúng ta có thể biết được 16 cơ thủ đã góp mặt ở trong vòng chung kết, tức là sẽ nhiều khả năng là đối đầu với anh Kiên vào tháng 7 này. Đó là Lê Văn Ngọ, An Ngọc Tuyền, Nguyễn Mạnh Tùng, Lương Chí Dũng, Lê Văn Lâm, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Phương Thảo, Khuất Hoàng Minh, Phan Hoàng, Phan Trung Kiên, hay còn gọi là Kiên Nhâm, Đinh Nguyễn Hoàng, Trương Duy Tùng, Quang Huy, còn gọi là Huy Đen, Nghiêm Uy Lân, Kiên Xếu và Bùi Trường An. Như vậy là ở trong bán đấu thứ tư này thì Trường An đã có được một chiến thắng và tỷ số lúc này đã là 3-1 dành cho Trường An. Cách biệt lúc này đang là 2 phán thắng dành cho cơ thủ này. Vâng, trong các cái tên mà Hoàng Quân vừa đọc thì tôi có nghe đến một cái tên đó là Uy Lân. Vâng, rất nhiều bạn rằng vừa comment ở trong những cái phần
live stream trước, đó là Willen ở bên Mỹ thì phải. Vâng, Willen đã tham gia những cái giải US Open. Và lúc đấy thì tôi rất là bất ngờ với một cái tên người Việt tham dự mà không có trong thành phần đội tuyển. Và bây giờ thì có vẻ Willen về để tham dự cái giải vô địch quốc gia. Vâng, chắc là một người rất là đam mê đấy ạ. Bạn Sơn Hán có comment là để tham gia một giải đấu như thế này thì cần có những gì? Anh Kiên có thể giải đáp câu hỏi này của bạn vừa hỏi được không ạ? Thứ nhất là phải có quốc tịch Việt Nam. Vâng, cái thứ hai nữa là chỉ cần bạn có thêm một tí nữa thôi, đó là tự tin. Vâng ạ, chỉ cần có tự tin nữa thôi. Nhiều người tận dụng cái chuyến đi giải vô địch quốc gia này để đi vô địch, nhưng mà vẫn có tên danh sách và ra thi đấu bình thường được. Vâng ạ. Tuy nhiên là các bạn nên có ở một trình độ nhất định nào đấy thì mới nên tham dự. Ví dụ như là chuyện dọn bàn là cái chuyện rất là dễ rồi, thì các bạn mới nên tham dự cái giải đấu này các bạn ạ. Chứ không nhiều khi chúng ta đánh kém quá vào thì cũng hơi buồn cười. Trừ phi chúng ta xác định đi thi đấu để va chạm, cọ sát và để học hỏi. Vâng, tất nhiên thì nếu như nghiêm túc hơn thì các bạn phải có một ít trình độ, chứ không phải là ở nhà đánh chặn lẻ rồi chưa bao giờ tiếp xúc với bùn chín bì thì rất khó để chúng ta có thể đăng ký thi đấu một giải như thế này được. Chính xác, đây là một cái giải mà phải nói là rất là nghiêm túc và toàn là những cơ thủ rất là hay, không như những gì anh em chúng ta gặp ở quê đâu. Vâng ạ, hở ra là họ đều đi hết bàn. Như vậy là cú đề pa vừa rồi của Trường An đã đưa được một viên bi mục tiêu rơi xuống lỗ, nhưng đây là tình huống giấu cái luôn. Vâng, Trường An định trô con bi cái lắp vào đít con bi 8, tuy nhiên thì con cái đã không lắp đít, nhưng may mắn lại xảy ra các bạn ạ. Đây vâng, may được mắn. Xem là một tình huống giấu cái ổn của Trường An. Cũng không ổn lắm, vì đây sẽ là cơ hội cho Tuấn Anh rồi. Với kỹ năng của mình, Tuấn Anh hoàn toàn có thể A băng. Nhưng lắc lỗ rồi, rất đáng tiếc dành cho Tuấn Anh. Bây giờ vâng, cơ hội sẽ được quay trở lại dành đến cho Trường An. Và Trường An hoàn toàn rất dễ dọn bàn cái tình huống này. 12 giờ và đặt thêm một tí áp phê bên phải vào hướng 1 giờ 30 để ăn con bi 1 và điều con bi 2 ở lỗ góc bên tay phải các bạn ạ. Hoàn toàn Trường An có thể sử dụng một đường cu lê 12 giờ để con bi cái về chỗ đít con bi 9 đánh con bi 2 lỗ góc. Và rất nhiều lựa chọn. Vâng, có lẽ là ngoài lề giải đấu này một chút xíu đi, em muốn hỏi một thông tin cũng rất được những người hâm mộ bi ai Việt Nam lúc này quan tâm. Đó là giải vô địch quốc gia bộ môn pool thế giới diễn ra sắp tới đây. Thì anh và anh Hoàng Sao sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự hai bộ môn pool 9 và pool 10 bi diễn ra tại Anh và Mỹ. Thì lúc này đang có một chút khó khăn về việc xin visa đúng không ạ? Dạ vâng ạ, chính xác ạ. Thực ra visa của mình thì hồ sơ cũng gần như là đã hoàn tất và chỉ chờ ngày nộp và hẹn thời gian phỏng vấn. Tuy nhiên rằng là có một khó khăn hơn đối với Hoàng Sao. Tất nhiên mình cũng không chắc là cái tỷ lệ thành công là nhiều đâu, nhưng mà với Hoàng Sao thì có vẻ khó khăn hơn. Bởi vì Hoàng Sao đang gặp một chút rắc rối, đó là 21 này Hoàng Sao sẽ bay đi Mỹ để đánh giải ở bên Mỹ. Và nếu như làm hồ sơ không kịp trong thời gian đấy thì Hoàng Sao sẽ bị vướng hộ chiếu và không lấy hộ chiếu để đi Mỹ được. Vậy nên Hoàng Sao chỉ có hai cách, đó là lựa chọn một trong hai nội dung thôi các bạn ạ. Vâng, nếu như như vậy thì cũng khá là đáng tiếc, bởi vì những năm gần đây thì bia của Việt Nam chúng ta rất ít được cọ sát với thế giới, và đặc biệt lại là hai giải vô địch rất nổi tiếng và rất danh tiếng này, thì nếu như bỏ lỡ thì cực kỳ đáng tiếc. Hy vọng là visa của cả anh Kiên cũng như là Hoàng Sao sẽ ổn để chúng ta sẽ cùng được chứng kiến những trận đấu của các cơ thủ Việt Nam trên đấu trường thế giới sẽ như thế nào. Dạ vâng ạ, nhiều người đặt câu hỏi rằng là liệu Việt Nam đi ra thế giới có cơ hội không? Và tôi cũng đã từng trả lời là chắc chắn là có cơ hội. Vâng, cái thứ mà Việt Nam còn thiếu duy nhất theo tôi đó chính là cái cơ hội đi nhiều. Đi nhiều để tăng cơ hội lên Hoàng Quân ạ. Vâng, tăng cái tỷ lệ có giải lên. Phải cọ sát nhiều thì
việc chúng ta sẽ có tiếng nói hơn ở đấu trường VR quốc tế cũng sẽ nhiều hơn. Và hy vọng là ở giải đấu vô địch thế giới này thì anh Kiên và anh Hoàng Sao sẽ có được một sự chuẩn bị tốt nhất cũng như là phong độ cao nhất để ít nhất sẽ góp mặt ở vòng bán kết. Hy vọng là nếu như điều đó xảy ra thì quá là tuyệt vời rồi. Dạ vâng, tất nhiên là trong bất kỳ giải nào và kể cả giải vô địch thế giới, cái tâm thế của anh luôn luôn chuẩn bị đó là cho hẳn chức vô địch em ạ. Dạ. Rằng nói thì nhiều người sẽ nghĩ là hão huyền, nhưng đấy là cái thứ mà trong tư tưởng của anh, tham gia bất kỳ giải nào anh đều có cái sự chuẩn bị để đạt đến cái cảnh giới đấy. Vâng, lúc nào thì chúng ta cũng cần phải chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng đúng không ạ? Chính xác, vâng, không hề thừa đâu các bạn. Chính xác là như vậy. Nhiều bạn có thể nghĩ rằng việc đặt một mục tiêu như thế ở đấu trường thế giới là hơi ảo tưởng, nhưng thực sự thì ở cái bộ môn VR này thì nó khác xa hoàn toàn với các bộ môn khác. Sự chênh lệch trình độ thì tất nhiên là vẫn có, nhưng nó sẽ không phải là quá nhiều ở các tay cờ chuyên nghiệp. Hy vọng anh Kiên cũng như là anh Hoàng Sao sẽ có được sự tự tin và sẽ có phong độ cao nhất ở giải đấu sắp tới. Anh Kiên là đến tháng 4 thi đấu đúng không ạ? Chính xác ạ. Giải vô địch thế giới Pool 9B sẽ diễn ra vào từ mùng 6 đến mùng 10 tháng 4 năm nay. Và sẽ có mặt của Thành Kiên và Quốc Hoàng nếu như mọi thứ thuận lợi. Vâng, những cơ phá có vẻ là không được tốt lắm của cơ thủ Tuấn Anh. Cân luôn với bi số 2 này. Và đây là một tình huống cân bi tốt của Tuấn Anh. Cân bi vừa rồi có lẽ là đã mở ra cơ hội dành đến cho Tuấn Anh ở trong ván đấu thứ 6 này. Vâng, việc của Tuấn Anh bây giờ là chọn lựa cái vị trí cái ở đâu để đánh con bi 5 điều con bi 6 tốt nhất. Bởi vì trong tình huống này thì con bi 6 chỉ có 3 lựa chọn về lỗ. Lỗ tít cộng con bi 8 hoặc là lỗ tít bên trái. Có lẽ với má như thế này thì cộng bi 8 thôi anh Kiên ạ. Vâng, cộng bi 8 cũng rất là dễ. Nhưng mà nếu như mà Tuấn Anh có thể... Chính xác, Tuấn Anh đã điều con bi 6 lỗ tít các bạn ạ. Như vậy đó là một lựa chọn của Tuấn Anh. Và cú điều cơ này cũng là một cú điều cơ tốt. Nếu giải quyết con bi 6 này thì tất cả mọi thứ sẽ dễ dàng dành đến cho Tuấn Anh. Và lúc này thì chỉ còn 3 bi mục tiêu nữa ở trên bàn. Đó là 7, 8 và 9. Tuấn Anh có vẻ là một cơ thủ mà dọn bàn rất là nhuyễn. Và những cơ thủ nào mà đánh đền mà gặp cơ thủ Tuấn Anh thì rất dễ là nạn nhân các bạn ạ. Và chỉ còn bi mục tiêu cuối cùng với bi số 9 dành đến cho Tuấn Anh. Bi số chắc chắn sẽ được rút ngắn xuống còn 42 dành cho tay cờ có quê ở Cần Thơ. 42 rồi. Và quyền đề pa trong bán đấu tiếp theo có lẽ là thuộc về Trường An đúng không ạ? Đúng rồi, Trường An là người đề ba ván đầu tiên và đã đi ván gian lao đầu tiên đấy các bạn ạ. Cho đến lúc này thì Trường An vẫn chưa gặp bất kỳ một sai lầm nào cả. Vâng, có bạn Nguyễn Trí Thông có hỏi là nếu như mà có giải đôi 9B thế giới, vâng, bạn đang nói đến gọi là World Cup of Pool. Nếu như có giải 9B thế giới thì cặp nào sẽ đại diện? Vâng, cái điều này hoàn toàn phụ thuộc vào cái giải vô địch thế giới tới đây. Nếu như mình và Hoàng Sao đều có mặt thì gần như là chắc chắn là cái giải đôi thế giới là mình và Hoàng Sao sẽ cặp đôi các bạn ạ. Anh Kiên đã từng cặp đôi với Hoàng Sao trong một giải đấu nào đó chưa? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Vâng. Và việc đánh đôi nó chắc chắn là nó cũng sẽ khác biệt hoàn toàn so với đánh đơn. Nó phải cần có sự hiểu ý nữa.
Chính xác, hai người cùng 9 điểm nhưng mà khi ghép đôi với nhau thì các bạn nhân đơn giản rằng là 9981, ví dụ như thế, thì sẽ chỉ còn tầm khoảng 80% thôi. Đấy là nếu như kết hợp tốt. Chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu thứ 7 và quyền đề pa sẽ trở lại với Trường An. Đó là một cú đề pa 8 điểm. 8 điểm. Dạ, nhưng vâng. Viên bi số 1 sẽ giải quyết như thế nào đây anh Kiên? Vâng, 8 điểm. Tại sao lại 8 điểm? Bởi vì ăn và chủ động thôi ạ, chứ không được đẹp. Con bi 1 này thì có tình huống đó là có thể cân luôn lỗ tít bên tay trái. Nhưng đó là một lựa chọn khó dành đến cho Tuấn Anh. Ở một trận chung kết như thế này, xin lỗi các bạn, ở một trận chung kết như thế này thì Trường An nhiều khả năng sẽ thực hiện một pha chạy đạn. Và dạ, cắt luôn. Nhưng không thành công. Không nhưng phải cũng đâu. Rất may. Chạy đạn đấy, cố tình chạy đạn đấy. Cố tình chạy đạn nhưng cũng rất may dành đến cho Trường An khi vào lúc này viên bi cái và viên bi số 1 đang ngăn cách bởi viên bi số 4 Tiểu Tam đang ở chính giữa rồi. Và lúc này thì Tuấn Anh buộc phải thực hiện một tình huống nhảy bi. À, vâng ạ, có vẻ như là anh sẽ có một chút việc ra ngoài. Một mình Hoàng Quân có thể chiến đấu trận này được không nhỉ? Ok ạ, như vậy là mình sẽ giao lưu với anh em một mình ở thời điểm này. Và anh Kiên lúc nào vâng ạ, dạ, để vào giao lưu cùng với anh em. Vâng ạ, chúc anh em có một buổi xem vui vẻ. Và chúc Hoàng Quân có rất là nhiều tương tác với anh em để tìm hiểu thêm và tăng cái độ hấp dẫn thêm cho cái bộ môn bia này. Vâng ạ, chúc các bạn có một buổi xem live stream vui vẻ các bạn nhé. Vâng, và xin chào anh Kiên. Và mình sẽ cùng quay trở lại với việc trận đấu nhiều hơn. Bởi vì là thực tế ở cái vòng thi đấu thứ nhất này mình... Alo, alo. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với trận chung kết của vòng 1 giải vô địch quốc gia Pool 9B. Vừa rồi thì anh Kiên đi xong anh lại tắt luôn cả mic của mình. Rất là bực mình. Cho nên là gián đoạn tín hiệu trong mấy giây vừa rồi. Rất mong là các bạn thông cảm. Chúng ta sẽ cùng đến với ván thi đấu thứ 7 này. Và lúc này Trường An đang là cơ thủ có được lợi thế để giành chiến thắng thứ 5. Chắc chắn rồi, viên bi số 9 sẽ được nhét thẳng vào lỗ 10 và tỷ số sẽ được nâng lên thành 5-2 dành đến cho Trường An. 5-2 dành cho Trường An và cách biệt lúc này đã là 3 ván thắng cho tay cờ đến từ đoàn Hà Nội và có quê ở Hòa Bình. Anh Quân đang bình luận ở khách sạn hay là sân thi đấu vậy? Mình đang bình luận ở một nơi rất xa so với nhà thi đấu nhá. Cho nên là hình ảnh và âm thanh nhiều khi nó không khớp nhau lắm thì mong các bạn thông cảm. Một điều nữa là mình không thể bình luận ở nhà thi đấu được. Bởi vì mình nói như thế này thì không biết là các cơ thủ ra làm cho ít cơ hoặc cho ít viên bi vào mặt thì cũng rất là buồn.
Quyền đề ba tiếp theo ở trong ván đấu thứ 8 sẽ thuộc về Tuấn Anh. Và đây bắt buộc là một ván đấu mà Tuấn Anh cần phải có được chiến thắng. Đầu tiên mà Tuấn Anh phải làm đó là có một pha phá bi tốt. Những thông tin ở vòng thi đấu đầu tiên này và các cầu thủ thì mình cũng không phải là nắm quá nhiều, cho nên là các bạn có thể bổ sung bên dưới nếu như các bạn có những thông tin nào hữu ích cho tất cả anh em. Cú đề pa rất mạnh của Tuấn Anh và đã có hai viên bi mục tiêu rơi xuống lỗ. Đó là viên bi số 1 và viên bi số 5 thì phải. Thế bi trên bàn cũng đang khá thoáng cho Tuấn Anh. Và bi mục tiêu số 2 là Tuấn Anh sẽ cần phải giải quyết. Một cú điều bi tốt của Tuấn Anh. Viên bi mục tiêu số 3 sẽ được nhét vào lỗ 10. Và có một tình huống rê cái để ăn viên bi mục tiêu số 4 về lỗ 5 bên phía tay trái góc bên dưới đây. Sẽ là lựa chọn của Tuấn Anh. Tình huống điều cơ này rất tốt với hai băng. Ok, chào các bạn nhé. Mình có đam mê về bia lâu chưa? Thực ra thì mình thích bia nhưng mà đánh thì thuộc dạng gà lắm, cho nên là chuyên môn về bia thì cũng sẽ không cao đâu. Đa số nhiều bạn chơi bia thì thích chơi nhưng lại thông tin và chuyên môn về bia thì cũng rất là hạn chế. Mình là một trong số những người như vậy. Hơi cao cần và đó là một tình huống dứt điểm không thành công của Tuấn Anh. Rất đáng tiếc viên bi số 7 đã bị nắc nổ. Và lúc này cơ hội quay trở lại dành cho Trường An. Có thể sẽ là một pha 7 cộng 8 luôn của tay cờ đến từ Hòa Bình. Dấu cái vào đi 8 và đây là một tình huống dấu bi ổn của Trường An. Vẫn còn khoảng cách để cho Tuấn Anh có thể thực hiện một pha nhảy bi trong tình huống này. Một thử thách không hề dễ dành đến cho Tuấn Anh. Bây giờ anh sẽ phải thực hiện hai lựa chọn nhảy bi và A băng. Và lựa chọn của Tuấn Anh sẽ là một tình huống A băng, A2 băng, 3 băng. Và đó là một cú đánh hợp lệ của Tuấn Anh. Trường An có thể thực hiện viên bi số 7 này. Nhét vào lỗ 10 luôn, góc hơi hẹp. Hoặc có thể cắt mỏng luôn vào lỗ 5 bên phía tay trái góc bên trên. Ta sẽ cùng chờ đợi lựa chọn nào Trường An sẽ thực hiện ở thế bi này đây. Nhét vào lỗ 10 nhưng không thành công. Góc quá hẹp đã khiến cho không. Có vẻ như đó là một tình huống cố tình chạy đạn của Trường An thì phải. Có lẽ đó là một pha chạy đạn của Trường An. Và tiếp theo thì Tuấn Anh cũng thực hiện một pha chạy đạn nhưng lỗi rồi, rất lỗi đến từ vị trí của Tuấn Anh. Một số bạn bổ sung cho mình đó là việc trong tình huống
chạy đạn trước đó của Trường An, đó là trong công có thủ. Và có lẽ là Trường An thực hiện một nước đi như vậy. Lúc này thì Trường An có cơ hội lớn để thực hiện vẫn thủ. Như vậy là không tự tin để thực hiện một tình huống cắt vào lỗ 10. Không biết là trong tình huống vừa rồi còn cửa để cắt vào, cắt viên binh số 7 vào lỗ 10 nữa hay không. Theo góc quan sát này thì hơi khó. Và tình huống chạm bi này của Tuấn Anh chỉ là một tình huống chạm hợp lệ thôi, nhưng cũng không phải là một thử thách dễ dàng dành đến cho Trường An. Giấu bi tiếp, hai cơ thủ của chúng ta đang liên tục thực hiện những tình huống giấu cái. Và lúc này thử thách lại được trao trở lại dành cho Tuấn Anh. Còn 3 bi mục tiêu trên bàn nữa thôi, nhưng hai cơ thủ lúc này đang làm rất tốt trong việc giấu cái. Tiếp tục sẽ là A băng dành cho Tuấn Anh. Và không thành công, có một chút may mắn dành đến cho Tuấn Anh hay không? Như vậy là không may mắn lắm rồi. Bên binh số 7 này thì Trường An hoàn toàn có thể kết thúc vào lỗ 5 bên phía tay phải. Giải quyết được viên bi số 7 này thì mọi thứ sẽ gần như là kết thúc dành cho Tuấn Anh trong ván đấu này. Trường An đang có cơ hội lớn để nâng tỷ số lên 6-2 trong trận đấu chung kết ngày hôm nay. Còn hai bi mục tiêu nữa, bi số 8 và bi số 9. Rất chuẩn xác và lấy cái rất tốt để bắn viên bi mục tiêu cuối cùng. Tỷ số sẽ được nâng lên thành 6-2 dành đến cho Trường An. 6-2 cho Trường An. Cách biệt đang là khá lớn cho tay cơ người Hòa Bình. Và ở trong ván đấu tiếp theo thì Trường An là người được quyền đề pa. Vâng, kỹ thuật của chúng ta vẫn chưa sửa tỷ số 6-2. À, đây rồi. 6-2 dành đến cho Trường An rồi. Và nếu như thực hiện tốt cú đề pa trong ván đấu thứ 9 này, thì Trường An đến rất gần với chức vô địch ở vòng 1 của nội dung pool 9 bi giải vô địch quốc gia. Bạn Duy Leon có hỏi là mấy ván vậy anh? Red 9 tức là ai chạm 9 trước thì sẽ giành được chiến thắng chung cuộc và giành chức vô địch. Lúc này thì Trường An đang có một lợi thế rất lớn. Cú đề pa của Trường An là một cú đề pa tốt. Đã có hai viên bi mục tiêu rơi xuống lỗ, đó là viên bi số 7 và viên bi số 4 hay là số 5 gì đấy ở cái mình đang bình luận qua team view, cho nên là hình ảnh thì hơi mờ, không biết là viên bi ở bên dưới đây là viên bi số 4 hay là viên bi số 5. Và quyết định tiếp theo của Trường An sẽ thực hiện một pha chạy đạn tốt, rất tốt. Trường An không quyết định mạo hiểm trong tình huống cắt luôn viên bi số 1. Bây giờ thì lại con 8 đen đang che khuất. Có lẽ sẽ nhảy bi.
Rồi, các bạn bảo tình huống trước không nhảy bi được, nhưng tình huống này thì xa, xa hơn, cái xa 8 hơn thì có thể nhảy bi được, đúng không? Mình thì không có nhiều chuyên môn về bi đâu, cho nên là những tình huống nào bình luận vớ vẩn thì các bạn có thể thông cảm. Cú nhảy bi vừa rồi của Tuấn Anh chỉ là một cú nhảy bi hợp lệ thôi. Cơ hội đang mở ra dành đến cho Trường An để có thể đi một cơ dọn bàn ở bán đấu thứ 9 này. Một đã được đưa xuống lỗ, cái khá đẹp để bắn viên bi mục tiêu số 2. Viên bi số 2 cũng đã được đưa xuống lỗ rồi. Má 3 đẹp để ăn viên bi số 4 hay là số 5 gì đấy. Góc quan sát này thì ở cái hình ảnh hơi mờ, mình không biết là bi mục tiêu sau bi số 3 này là số 4 hay số 5 gì đó. Hình như số 4 thì phải, màu hồng. Không biết màu hồng, màu da cam. Các bạn xem ở trên Facebook thì các bạn có thể nhìn rõ, nhưng mình bình luận qua cái một cuộc họp thôi, cho nên là nhìn không rõ hình ảnh lắm đâu. Viên bi tiếp theo mà Trường An sẽ thực hiện đó là viên bi số 4 hoặc là số 5. Đang rất thẳng lỗ 10. Và tiếp theo sẽ là viên bi số 6 sẽ được kết thúc vào lỗ 5 bên phía tay trái góc dưới kia. 3 bi mục tiêu nữa dành đến cho Trường An. Và mọi thứ đang diễn ra khá chóng vánh cho tay cờ người Hòa Bình. Bi số 8 đã được đưa xuống lỗ. Và bi số 9 thì ở cửa lỗ rồi. Không có bất ngờ trong ván đấu thứ 9 này. Và tỷ số lúc này đã là một sự chênh lệch cực lớn dành cho Trường An. 7-2 cho Trường An. Cách biệt để đến với chiến thắng chung cuộc, để với chức vô địch dành cho tay cờ người Hòa Bình, chỉ là 2 ván thắng nữa thôi. Cho đến lúc này thì không biết là trận chung kết của chúng ta có thời gian để tạm nghỉ hay không. Có lẽ là không thì phải. Khi mà lúc này trọng tài đang ra và xếp bi rồi. Theo như giới chuyên gia của Bia thì Tuấn Anh vào đến vòng chung kết, vào đến trận chung kết ngày hôm nay là một hiện tượng của giải đấu. Bởi vì rất nhiều những người trong giới Bia gần như là lần đầu nghe tới cái tên này. Bình luận viên cho hỏi An Nhiệt quê ở đâu Hòa Bình vậy ạ? Cái thông tin này thì mình không rõ lắm nhé bạn ạ. Tính Bùi nhé. Có lẽ là một số bạn đang cổ vũ cho An Nhiệt thì có thể comment bên dưới ấy. Nếu như có thông tin này nhé. Có lẽ là sẽ có bạn bè gì đấy hay là người thân gì đấy xem trận chung kết này thì sẽ biết được. Đấy, bạn Trần Hiệp có comment là Yên Thủy Hòa Bình kìa. Yên Thủy Hòa Bình. Có vẻ như là sẽ có thời gian để tạm nghỉ ở trong trận đấu chung kết này. Khi mà lúc này chúng ta không thấy bóng dáng của Trường An ở đâu cả. Có lẽ là anh đang ra ăn cơm rang dưa bò trước khi đến với những diễn biến tiếp theo trong cuộc đối đầu ngày hôm nay. Trong khi đó thì chúng ta thấy là Tuấn Anh vẫn đang mải chơi Liên Quân Mobile trong quãng thời gian tạm nghỉ này.
một số thông tin cho các bạn về cái giải đấu bia vòng thứ nhất của nội dung pool 9B này. Đây là giải chọn ra 16 cơ thủ mạnh nhất để góp mặt vào vòng 2, tức là vòng chung kết sẽ đối đầu với những cơ thủ hàng đầu của Việt Nam. Giải đấu sẽ được diễn ra vào tháng 7 tới đây. Và những cơ thủ hàng đầu thì sẽ không cần tham gia cái giải vòng 1 này đâu nhé. Như là anh Kiên đang là đương kim vô địch của nội dung pool 9B, hay là Hoàng Sao, hay là Lương Đức Thiện, các thứ. Những tay cờ hàng đầu thì không cần tham gia cái giải vòng 1 này. Giờ giải lao làm gì đây? Làm cốc bia cho mát giọng anh Quân ơi. Ok, thank you Truy Lùng nhá. Mình thì mới bị Covid xong, mới bị F0 xong cho nên là giọng nó không được khỏe lắm. Không biết là quãng thời gian nghỉ trong trận đấu chung kết này là bao nhiêu. Nhưng đây là quãng thời gian mà các bạn có thể giao lưu với mình cũng như là đặt câu hỏi, những câu hỏi bên dưới. Bàn bên kia kết quả thế nào rồi? Bàn bên kia là trận đấu gì đấy bạn nhỉ? Mình cũng không rõ là bàn bên kia là trận đấu gì nữa. Chủ quán cho bình luận viên thêm một suất cơm rang dưa bò. Mình không ở quán đâu, mình đang ở nhà bình luận thôi. Vâng, giải đấu này nghỉ khoảng 5 phút. À, lúc nãy giờ thì tầm khoảng 3 phút rồi, 5 phút thì không đủ cho Tuấn Anh có thể làm một trận Liên Quân Mobile. Theo các quan sát này thì anh có vẻ như là đang cầm Van Hen đi rừng thì phải. Anh em xem mà live stream ở đây không biết là đã bị F0 hết chưa nhỉ? Nhưng mình cảm thấy là F0 nó cũng rất là bình thường. Tuy nhiên thì điều đó không phải để cho các bạn chủ quan đâu. Bởi vì nghe bảo là nếu như tái dính, lần thứ hai dính F0 thì nó sẽ rất là nặng nề, rất là mệt mỏi các thứ. F1 thì F0 lần đầu tiên thì những người trẻ tuổi, những người có đề kháng cao thì gần như là nó không có triệu chứng gì quá nặng đâu. Nhưng nếu như F0 lần thứ hai thì sẽ để lại hậu quả khá là nặng nề đấy. Mình bị F0 lần đầu tiên thì nó chỉ là ho khan rồi sổ mũi thôi, gần như là không có triệu chứng sốt hay là các triệu chứng khác nặng cả. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến còn lại trong trận đấu chung kết ngày hôm nay. Quyền đề pa trong ván đấu thứ 10 này sẽ thuộc về Tuấn Anh và sẽ không có bất kỳ một cơ hội nào nữa nếu như cú đề pa này của Tuấn Anh là một cú đề pa không tốt. Anh buộc phải có một cú đề pa tốt và 1, 2, 3, 4, 5, 6 chỉ còn 6 bi mục tiêu ở trên bàn nữa. Đó là một cú đề pa tuyệt vời của Tuấn Anh. 3 bi mục tiêu đã rơi xuống lỗ. Và lúc này những viên bi mục tiêu còn lại đang ở những vị trí rất thoáng trên bàn dành cho Tuấn Anh. Buộc phải có một tình huống dọn bàn trong ván đấu thứ 10 này. Để qua đó nhen nhóm hy vọng về một cuộc lật đổ. Nhưng cú điều cơ này là một cú điều cơ không ổn lắm của Tuấn Anh khi mà viên bi cái đang quá sát với viên bi mục tiêu số 4. Đấy, số 4 hay là số 5 thì mình cũng không thể nhìn được. Ai, bên mục tiêu tiếp theo không biết là số, không biết là số 4 hay là số 5, nhưng cần phải có một sự chính xác tuyệt đối để cắt vào lỗ 5 bên phía tay trái, và còn không biết là còn cửa riêng nữa hay không.
cắt luôn và lắc lỗ rồi, rất đáng tiếc cho Tuấn Anh. Ở góc quan sát này thì có vẻ như viên bi mục tiêu số 5 cũng không còn cửa nữa thì phải. Trường An đang ngắm nghĩa và sẽ thực hiện như vậy, là có vẻ như vẫn còn cửa riêng để cắt vào lỗ 5 bên phía tay trái, vẫn còn thoải mái cửa, và đây là một tình huống điều cơ tốt của Trường An. Tuấn Anh đã làm rất tốt trong việc đề pa, nhưng đáng tiếc cú đánh sau đó gần như là một món quà trao tặng cho Trường An thì phải. Bốn bi mục tiêu trên bàn nữa thôi, với một phong độ gần như là không có sai lầm, thì Trường An dễ dàng để kết thúc ván đấu thứ 10 này thôi. 7, 8, 9 là ba bi mục tiêu cuối cùng dành đến cho Trường An. Tình huống lấy cái 1 bằng để ăn viên bi mục tiêu số 8. Chức vô địch thực sự đến rất gần với Trường An. Lùi cái tốt để bắn viên bi mục tiêu số 9. Chắc chắn rồi, chiến thắng thứ 8 dành cho Trường An, và anh có thể cắt tiết luôn đối thủ của mình ở trong ván đấu thứ 11 này. 8-2 cho Trường An, và anh chỉ cách chiến thắng chức vô địch ở giải đấu năm nay chỉ một ván nữa thôi. Một ván đấu mà anh sẽ được quyền đề pa. Gần như là không có bất kỳ một sai lầm nào cả tới từ vị trí của Trường An ở trong trận chung kết ngày hôm nay. Trong khi đó thì Tuấn Anh đã có một sự khởi đầu tốt với những cơ dọn bàn của mình. Nhưng ở trong những ván đấu tiếp theo thì Tuấn Anh đã bộc lộ rất nhiều những sai lầm. Cách biệt để đến với chức vô địch dành cho Trường An chỉ là một ván thắng, trong khi đó cách biệt để đến với một trận hòa, để đến với một kết quả hòa dành cho Tuấn Anh là 6 ván. Một sự chênh lệch rất lớn. Đây sẽ là cú đề pa rất quan trọng của Trường An trong trận chung kết ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Có thể sẽ là cú đề pa cuối cùng của ngày hôm nay hay không? Trường An đã thực hiện một cú đề pa. Tôi đã nhìn thấy ít nhất một viên bi mục tiêu rơi xuống lỗ, và viên bi số 1 đang ở một vị trí có thể cắt được vào lỗ nằm bên phía tay trái. Trong tình huống đề pa vừa rồi thì Trường An đã đưa được hai viên bi mục tiêu rơi xuống lỗ. Đó là viên bi số 8 và viên bi số 4 hay là số 5 gì đấy. Mình vẫn chưa thể phân biệt được màu hồng với màu da cam, bởi vì hình quá mờ. Và cú cắt luôn viên bi số 1 vào lỗ 5. Nhưng đây là một tình huống mà cú điều cơ của Trường An đã không theo ý muốn của mình. Anh đang tự làm khó mình với cú điều cơ vừa rồi. Và lúc này bi mục tiêu số 2 đang bị ngăn cách bởi viên bi số 3, một tiểu tam chính nghĩa. A băng thôi, có lẽ thực hiện một cú A băng có thể ăn luôn hoặc là không. Theo góc quan sát vừa rồi thì vẫn còn cửa riêng để chạm mỏng vào viên bi số 2. Và nhìn chung thì đó là một tình huống chạy đạn tạm ổn của Trường An, bởi vì quyền chủ động lúc này vẫn thuộc về Tuấn Anh. Anh sẽ cân luôn. Wow! Không thèm chạy đạn mà sẽ thực hiện một tình huống cân bi luôn vào lỗ 10 bên phía tay trái.
Không. Anh đo cân nhưng quyết định cuối cùng lại thực hiện một pha chạy đạn. Và đây là một pha chạy đạn không ổn một chút nào của Tuấn Anh. Mặc dù thử thách để cộng 2 vào 7 không phải là một thử thách dễ, nhưng Trường An có thể làm được. Và có lẽ Trường An sẽ làm 2 cộng 7 luôn. Không. Vẫn sẽ là một tình huống chạy đạn. Và tình huống chạy đạn này của Trường An là một pha chạy đạn tốt. Nhảy bi. Có lẽ quả này thì buộc phải nhảy bi thôi. Hai đang ở khá sát với lỗ nằm bên phía tay phải. Và cú nhảy bi của Thật Tuấn Anh là một cú nhảy bi lắc lỗ. Cơ hội mở ra dành cho Trường An để đến với chức vô địch ngày hôm nay rồi. Hai lỗ 10 và những viên bi còn lại đều ở các vị trí gần như là không dính nhau. Có lẽ Tuấn Anh, xin lỗi các bạn, là Trường An sẽ nghĩ luôn về việc đi một cơ dọn bàn trong 6 viên mục tiêu còn lại trên bàn. Hai đã được đưa xuống lỗ. Và tình huống lấy cái này của Trường An không biết là 3, hình như là 3 vẫn còn cửa riêng. Vẫn còn cửa riêng để cắt vào lỗ 5 bên phía tay phải. Vâng, thoải mái cửa. Quan trọng là những tình huống điều cái của Trường An thôi. Anh đang tính để ăn viên bi số 5 về lỗ 5 bên phía tay phải góc bên trên. Ta sẽ cùng xem tình huống điều cơ này của Trường An. Rất tốt. Và tình huống điều cơ thì nó hơi mạnh một chút xíu nhưng má đẹp để có thể lấy cái ra ăn 6. Bốn bi mục tiêu nữa trên bàn để cho Trường An có thể giành chức vô địch ở giải đấu năm nay. Và viên bi mục tiêu số 5 cũng đã được đưa xuống lỗ rồi. Lần này là một tình huống lấy cờ cũng ổn của Trường An. Ba bi mục tiêu nữa ở trên bàn thôi. Trường An đến rất gần với chức vô địch ở giải đấu năm nay. 7, 6, 7 và 9 dành cho Trường An. Có thể sẽ chỉ là 3 cú đánh nữa. 7 ở quá thẳng rồi. Trường An gần như là không mắc một sai lầm nào ở trong trận chung kết này. Và chiến thắng sẽ đến với Trường An. Chức vô địch sẽ đến với Hòa Bình. 9 sẽ được cắt vào lỗ 10. Không, không cần đánh nữa. Như vậy là Tuấn Anh quyết định thua luôn. Và Trường An không cần đánh viên bi cuối cùng. Chức vô địch đã thuộc về Trường An. Xin được chúc mừng tay cờ đến từ Hòa Bình đã giành chức vô địch ở vòng thi đấu thứ nhất này. Anh sẽ cùng với 15 cơ thủ góp mặt ở vòng thi đấu thứ hai, vòng chung kết. Và đó mới là giải đấu mà tất cả các cơ thủ hàng đầu của Việt Nam hướng tới, giải đấu mà Thành Kiên đang là nhà đương kim vô địch. Với Tuấn Anh thì việc có mặt ở trong trận đấu chung kết này đã là một thành công, là một hiện tượng của giải đấu rồi. Anh sẽ tiếp tục có cơ hội để thể hiện mình trong vòng chung kết diễn ra vào tháng 7. Một lần nữa xin được chúc mừng Trường An. Và xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã quan tâm theo dõi buổi livestream chung kết ngày hôm nay. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nói lời chia tay nhau ở đây. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong những trận đấu của các cơ thủ Việt Nam thi đấu tại giải thế giới. Mình cũng sẽ livestream. Cũng sẽ livestream những trận đấu của anh Kiên và anh Hoàng Sao. Và hy vọng là cả anh Kiên cũng như là anh Hoàng Sao sẽ, Dương Quốc Hoàng, sẽ có được một phong độ tốt nhất để đi sâu tại hai giải vô địch thế giới là Pool 9B và Pool 10B. Bạn đừng quên là theo dõi
fanpage này thì mình sẽ có chia sẻ đường link để xem giải vô địch quốc gia, giải vô địch pool 9-10 bi thế giới nhé. Ok, bây giờ thì một lần nữa xin được chúc mừng Trường An và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.